Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình có mua được một chiếc Omega và chiếc Omega này thì dành cho anh em tay nhỏ và vừa. Vì chiếc Omega này là một chiếc Devil Prestige và em nó sẽ có size là 36.5 mm. Chiếc Omega này thì sẽ có cái mã đầy đủ là 4374.31.00. Anh em có thể search là Omega 4374.31.00 trên Google là nó sẽ ra. Và đây là một chiếc Omega với cái phần dây là dạng đề mi các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy này, dây thì nó sẽ có hai chỉ, ba chỉ là đề mi, và chúng ta sẽ có là kim và cọc số vàng, cũng như là cái niềng này của chúng ta thì cũng là niềng vàng đó. Chiếc Omega này là một chiếc gọi là daily watch để anh em đeo hàng ngày, khi mà nó có một cái mặt số là màu trắng bạc, và chúng ta sẽ có logo Omega ở góc 12 giờ, góc 6 giờ là dòng chữ Devil Coaxial Chronometer, và ở góc 3 giờ của chúng ta thì sẽ có là ô lịch ngày. Cọc số là cọc số La Mã, kim là kim dạng kiếm Dolphin, và như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái lớp kính sapphire bảo vệ. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái niềng benzen vàng khối, và núm của chúng ta cũng là núm vàng anh em nhé. Đó, hôm nay ánh sáng ở mùa thu Hà Nội cho nên các bạn nhìn nó không rõ ra vàng, nhưng mà nhìn ngoài thì rất là rõ. Đó, kim và cọc số của chúng ta thì cũng là kim cọc số vàng. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 chỉ trên cái dây này, trong đó thì có 3 chỉ xen kẽ nhau, chỉ của chúng ta sẽ có là vàng đó, và cái logo Omega ở cái phần khóa này của chúng ta thì cũng là logo vàng anh em nhé. Chiếc này thì sử dụng một cái đáy kín như đặc trưng của dòng là Devil, thì chúng ta sẽ có một đáy kín và đáy nó sẽ có dòng chữ là Omega Escapement và serial number thì được khắc ở dưới này. Chiếc đồng hồ này thì sử dụng đó là caliber rất là quen thuộc với anh em chơi Omega, đó là caliber 2500. Caliber này đạt chuẩn COSC và nó sẽ có 27 chân kính, có 25.200 vibration và sẽ có khoảng 48 giây tích tock. Chiếc đồng hồ này vào thời điểm nó ra mắt, nó bán thì giá rất là cao, khoảng tầm 7.000, tức là khoảng tầm 190 triệu. Còn hiện tại thì một chiếc này thì bây giờ nó cũng khoảng tầm chục năm rồi. Nó cũng phải tầm chục năm rồi, thì với chiếc này hiện tại thì bây giờ mức giá rất là hợp lý để anh em chơi. Chúng ta có một chiếc Omega máy 2500, cũng là máy rất là tốt của Omega, và chúng ta có một bộ thân với hai màu chu sông là vừa vàng vừa thép đó, và chiếc này thì lại là size 36.5, một cái size mà khá là khó kiếm cho anh em tay nhỏ, và độ mỏng của nó vào khoảng 8 mm. Thì như chiếc này hiện tại thì bên mình đang bán là 42.500. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Omega Devil Prestige size 36.5 này thì anh em có thể liên hệ ICS nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.